Đợt Không quên, thằng người thổ thì đợt có anh em Outin Top cũng đá cho nó mà anh. thì nhưng mà cái thằng Hà Mít Antitop ấy nó không phải là người Đức em mà, nó như kiểu lính đánh thuê tạm thời thôi. Chứ còn nếu mà đã mua Ozin thì nó phải tính cái đường lâu dài. Vì Ozin là người đá cho tuyển Đức. Nếu như mà nó mang Ozin về vào cái thời điểm 2010 ấy thì nó sẽ phải dọn đường cho một cầu thủ khác out khỏi tuyển Đức. Rất có thể là Toni Kroos em. Vào thời điểm 2000 tầm 2010 ấy, mang Ozin về thì cái sự phát triển của Toni Kroos nó sẽ không ổn. Thực ra thằng Kroos là thằng được bao bọc, nhưng mà sau đấy thì Kroos là người phòng ngự rất là dở, nên là thằng Bayern Munich nó tẩy thằng Kroos đi, nó tẩy sang Real Madrid. Thì cuối cùng Kroos sang Madrid lại đá hay. Nói chung là bọn Đức nó cũng bựa lắm. Bọn đấy thượng đẳng mà. Thực ra bọn Đức nó thượng đẳng, nhưng mà nó được cái là thực sự là bọn nó có vẹo. Người Đức nó giỏi, nó nhiều lĩnh vực chứ không phải là bóng đá. Nên nó thượng đẳng thì cũng có lý do của nó. Chứ còn mấy cái thằng Hàn Quốc cơ mới là mấy cái thằng mà mẹ đéo có vẹo gì nhưng mà vẫn thượng đẳng cơ. Các bạn mà tiếp xúc với người Hàn nhiều bạn sẽ biết. Nhiều người nói người Hàn nhiệt huyết và nóng tính một phần thôi. Bởi vì là trong cái bản tính của họ có một chút gì đấy gọi là hơi tự Quốc kiêu. Nguyên, Đức nó Thằng Hàn Sẻng cũng là cái thằng mà bựa, gọi là bẩn bựa đấy, nhưng mà lại rất là làm màu và thượng đẳng. lại Nguyễn Minh Phước, bóng đá nước nào chả bữa em thấy thế. Nước Hàn Quốc nó rất trọng hình thức các bạn. Mình đi Hàn Quốc mấy lần rồi, thực ra là Nguyễn Sơn cái xã Tùng, hội Hàn đá Quốc mấy game rồi nó vẫn không thấy Drogba có gì nổi bật mặt người. xã hội Hàn Quốc nó bóc lột sức lao động ghê á. Tỷ lệ thất nghiệp rất là cao, bởi vì là những cái người mà tìm được việc ấy họ bị bóc lột sức lao động. Thực ra đúng về phòng thủ thì mình có 3 clip và hiện tại mình đang mắc một lỗi cơ bản mà chính mình dạy các bạn là không nên làm thế, đấy chính là đè xe quá nhiều. Đây là cái thói quen khi mà mình đá FIFA 21 mình mắc phải. Và FIFA 21 thì cái cách phòng ngự nó lại khác. Tôi về đây tôi bị thói quen, tôi chưa bỏ được. Đá 5 ngày chưa bỏ được. Làm thì bắt đầu làm từ 10 giờ sáng. Mình không biết là ở tỉnh khác thế nào nhưng mà ở Seoul thì nó làm từ 10 giờ sáng, nhưng mà nhiều lúc đến đêm nó mới được về. Có nhiều người phải đi từ 8 giờ là vì cái việc mà sống tại khu gần khu làm việc ấy. Ví dụ như ở thủ đô Seoul lúc mà mình đi ấy Nguyễn thì Việt cái An, tiền ở có đấy nó những rất tấm là ảnh đắt. mặt cười. Tiền đấy rất là đắt. Tiền ăn ngủ sinh hoạt ở đấy nó cực kỳ đắt, chỉ có đại gia mới sống được ở đấy thôi. Bởi vì như bọn mình ở cái khách sạn không phải là khách sạn đẹp lắm, một cái phòng độ khoảng 20 mét vuông nó đã tính tiền 6 triệu một đêm rồi. Mà tiện nghi như kẹt. Trong khi bọn mình sang Philippines ở khách sạn 5 sao chỉ có 4 triệu một ngày. Khách sạn 5 sao Philippines hàng ngày có nghệ sĩ piano đánh đàn các bạn từ sáng cho đến đấy luôn. Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? Thiêng vãi. Tức là ở Hàn Quốc nó rất là đắt đỏ, nhưng mà ở cái vùng miền quê ấy, ví dụ như là ở gần cái sân bay Incheon á, cái khu vực đấy thì nó lại rẻ, cho nên là người ta hay ở ở đấy. Thì nó cách thành phố Seoul đâu đấy tầm độ 30 40 cây. Thế thì buổi sáng họ phải đi sớm, họ đi tàu điện các thứ đến trung tâm làm việc. Thì cái việc mà đi sớm như vậy, bởi vì khoảng cách nó xa chứ không phải là giờ làm việc nó sớm. Có một số người họ chọn phương án là làm việc xong ấy họ đếch về nhà nữa, bởi vì là về nhà vừa mệt vừa tốn thời gian ấy họ mới vào quán nhậu á. Quán nhậu ở đấy thì nó độ khoảng 18.000 won một suất. 18.000 won thì tính ra tương đương là 18 đô. Ăn nhậu ở đấy xong rồi nằm luôn ở quán, sáng mai lại đi làm. Đấy là phương án nó lại còn rẻ hơn cái việc là di chuyển 2 chiều.
cái chính là mình cũng may mắn được đi một số nơi nên là mình mới có cái nhìn như thế. Nhiều bạn chỉ ở Việt Nam mà các bạn cứ thấy mọi thứ nó thật là hoành tráng, thật là hào nhoáng. Không phải là ở Việt Nam là sướng các bạn, Việt Nam mình là sướng chán. Như chúng ta đây nắng nghỉ, mưa ngủ, dâm mát ở nhà đi chơi. Làm việc mấy kêu suốt, dân văn phòng này. Sáng đưa con đi học, 8 rưỡi bắt đầu mới lên đường đi làm. 9 rưỡi đến nơi là bát tiết canh 10 giờ vào. Em dẫn về Việt Nam chơi nó ở luôn được 3 năm rồi. Làm bát tiết canh 10 giờ vào. Làm việc đến 12 giờ nghỉ ăn trưa. Ăn trưa làm quýt rượu. 2 giờ vào làm việc tiếp. 3 giờ nghỉ đi đánh cầu lông. Cuối tháng lại chê, ui mẹ lương thấp lắm, làm ăn chán, lương lậu chả chán quá. Thế tôi lạ đéo đi. Trần Vũ, Việt Nam có nhiều bạn đá phô bốn rất hay nhưng không đi chuyên nghiệp, cứ để mấy ông bây giờ. Không anh em ạ. Cái việc đá hay và không đi cái này cái kia thì đấy là lựa chọn của họ. Chúng ta nên gọi là cổ vũ cho những người họ đã theo nghiệp chuyên nghiệp. Ít ra thì họ là người có quyết tâm hơn với cái game này. Còn ở Việt Nam nó nhiều lý do, chủ yếu là cơm áo gạo tiền. Sử Sơn Tùng, vàng mùa TT ổn không anh? Đi thi đấu cái này tiền đâu nuôi bản thân. Một năm được vài cái giải đèo ba đèo bèo. Tỷ lệ chọn thì rất là ít. 20 triệu một tháng cho một vận động viên á. Quá mơ ước rồi em ạ. 20 triệu một tháng thì anh về anh làm vận động viên, anh live stream đéo gì. Live stream suốt ngày bị khán giả chửi với hỏi cung. Hỏi không được là chửi. Nguyễn Thân, anh Bè đang đá cam F6 với độ phân giải 2K phải không anh? Đúng rồi em. Lương mà được 20 triệu anh về anh làm vận động viên ngay. Anh live stream gì? Live stream nó khổ lắm chứ. 5 triệu một tháng là mơ ước cho các vận động viên rồi. Anh không biết các bộ môn khác như nào. Bộ môn FIFA này mà ông nào được 5 triệu một tháng là ngon lắm rồi. Được chơi game, ít nhất nuôi được một miệng. Liên minh 7-80 á. Không, anh không rõ câu chuyện của cộng đồng game khác thế nào. Anh không ở trong những cái cộng đồng đấy, anh không dám nói. Mình không phải người trong cuộc ở đấy, mình không dám nói. Còn FIFA này 5 triệu một tháng là quá là mơ ước. Hiện tại thì có một số team có thể đạt được cái mức đấy, 5 triệu một tháng, nhưng nó không thể duy trì được lâu mà. Trần Vũ, nhiều team đã tan rã rồi. Thua 3 trận liên tiếp nua. Chúng ta có Evot, có Gam, có Flat từng đầu tư vào FIFA và họ đều đã bỏ. Bây giờ còn duy nhất một cái team là team DIH. Hết. DIH thì là đẻ từ HND ra. Nhưng nói chung thì tôi không phải là người đầu tư. Khi mà DIH tách ra thì đấy không còn là câu chuyện chung nữa. Nó thành câu chuyện riêng. Không có đâu em. Ông Tùng và ông Toàn điêu. Ông Tùng là cái ông đồn thu nhập của anh 100 triệu tháng, làm rất ngày. Bị hỏi, anh ơi làm streamer dạy em đi. Toàn đồn linh tinh. Khổ tôi lắm. Nghe tiếng thì to chả được miếng nào. Ma Văn, chăm củ khoai, mặt cười. Đúng rồi, chăm củ khoai, mỗi ngày ăn 3 củ, tháng vẫn thừa 10 củ. Mỗi bữa ăn một củ, ngày hết 3 củ. Một tháng vẫn thừa 10 củ. Củ khoai. Anh em ạ. Các ông cứ nghe đồn linh tinh. Lời đồn mà có thể tin được đó là tôi đồn. Còn ông khác đồn thì anh em đừng tin. Uống cà phê, bàn chuyện kinh tế, thời sự thế giới. Về đây bên em đi anh. Đúng là doanh nhân.
Mình cũng nói chuyện thế giới mà mình không có cà phê, mình không phải doanh nhân. Nhâm nhi một ly cappuccino, nói chuyện về những chiếc ô tô. Làm một ly latte, nói về Lamborghini. Rồi ôi, toàn doanh nhân không. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.